Chào mừng các em đã đến với kênh học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chúng ta tiếp tục chủ đề Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. Ở những tuần trước, cô và các bạn đã được tìm hiểu về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu dưới thời kỳ ấy như thế nào. Thì qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của nhân dân ta từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Đến với phần 1 La Mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta, cũng chính là hai cuộc khởi nghĩa của phụ nữ. Rất là đặc biệt đúng không nào? Đó là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và Bà Triệu. Ở các tiết học trước thì cô đã giảng cho các bạn về sơ đồ bộ máy quan lại cai trị của nhà Hán. Bây giờ các bạn sẽ cùng ôn lại với cô như sau. Đứng đầu châu là chức quan thứ sử. Đứng đầu quận đó là chức thái thú và đô úy. Thái thú sẽ cai trị nhân dân ta về mặt chính trị, còn đô úy thì sẽ quản lý về mặt quân sự. Và tất cả những viên quan từ cấp châu cho đến cấp quận bắt buộc phải là người Hán quản lý. Còn về cấp huyện thì lúc bấy giờ người Hán vẫn chưa có thể nào với tay xuống được cấp huyện để mà quản lý nhân dân, cho nên bắt buộc phải để cho Lạc Tướng là người Việt cai quản nhân dân như cũ. Tuy nhiên, sau khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ thì đến cấp huyện vẫn là do người Hán trực tiếp quản lý. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40. Về cấu trúc của một cuộc khởi nghĩa thì luôn có 3 phần chính. Thứ nhất là tìm hiểu về nguyên nhân, thứ hai là tìm hiểu về diễn biến, và thứ ba là sẽ tìm hiểu về kết quả và ý nghĩa lịch sử. Đây là một sườn bài chung, một dàn ý chung cho một cuộc khởi nghĩa, một trận đánh hay là một cuộc kháng chiến mà sau này các bạn chúng ta sẽ liên tục được học. Vậy thì các bạn đến với phần A nhỏ, nguyên nhân trước. Trước khi đến với phần A nhỏ thì các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu sử của Hai Bà Trưng. Bấy giờ ở huyện Mê Linh, tức là vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo, nay chính là thuộc thủ đô Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, thì lúc bấy giờ có gia đình Lạc Tướng, có hai chị em là Trưng Trắc và Trưng Nhị, thuộc dòng dõi là Hùng Vương. Và ở huyện Chu Viên cũng có một gia đình Lạc Tướng, và gia đình vị Lạc Tướng ấy có người con trai tên là Thi Sách, và Thi Sách chính là chồng của bà Trưng Trắc đó các bạn. Và lúc bấy giờ thì hai gia đình Lạc Tướng cùng nhau mưu việc lớn, và họ bí mật tìm cách liên kết với các thủ lĩnh ở các địa phương ở mọi miền đất nước để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, không may thì trước khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ thì Thi Sách đã bị quân Hán giết hại. Và lúc bấy giờ thì nhân dân ta cũng phải chịu sự áp bức, bóc lột rất là tàn bạo, thâm độc của bọn quan lại nhà Hán. Tiêu biểu lúc bấy giờ chính là tên thái thú Tô Định. Hắn bắt nhân dân ta phải cống nạp cho hắn rất là nhiều sản vật quý như là ngọc trai, đồi mồi, sừng tê xác, ngà voi. Đồng thời còn bắt nhân dân ta phải nộp rất là nhiều loại thuế. Đây là một cái sự bất bình và thống khổ trong cuộc sống của nhân dân. Và đứng trước tình hình đó thì Hai Bà Trưng đã quyết tâm nổi dậy khởi nghĩa. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Đây cũng chính là nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa. Và trước khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ thì Trưng Trắc đã đọc lời thề, và sau này được viết thành 4 câu thơ, được trích trong quyển Thiên Nam Ngữ Lục, án sử Ca Dân Sang, thế kỷ thứ 17. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn sinh vẻn vẹn sở công lên này. Như vậy, qua lời thề của Trưng Trắc thì các bạn cũng thấy rõ nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa này. Thứ nhất, đó là bà quyết tâm chống lại quân giặc để mà xây dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, rửa sạch nước thù. Như vậy thì các bạn thấy Trưng Trắc đã đưa cái vấn đề về đất nước, về sự tự do của nhân dân, về sự ấm no của người dân lên trên hết. Và sau đó thì bà mới nhắc về nỗi thù của mình, đó là nỗi thù của người chồng. Đó chính là ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn sinh vẻn vẹn sở công lên này. Như vậy thì các bạn chúng ta sẽ ghi nhận cho cô về phần nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, đó là Tô Định tham lam, tàn bạo, bóc lột người dân. Và nguyên nhân thứ hai là Thi Sách bị quân Hán giết hại. Sau đây các bạn sẽ đến với phần diễn biến. Tương truyền rằng khi nghe tin Hai Bà Trưng nổi dậy thì nhân dân ở khắp nơi đã cùng hưởng ứng và ủng hộ cuộc khởi nghĩa này. Tiêu biểu như là ông Nguyễn Tâm Trinh ở Mai Động, Hà Nội đã dẫn đến 5.000 nghĩa binh, nàng Quốc ở Sa Lâm dẫn hơn 2.000 tráng sĩ, ông Cai ở Hà Nội với đội nữ binh hơn 3.000 người, vân vân. Rất là nhiều người cùng kéo về Mê Linh hưởng ứng cho cuộc khởi nghĩa. Và qua các tấm hình này thì các bạn sẽ thấy hào khí, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm của nhân dân ta rất là cao. Và tương truyền thì Hai Bà Trưng đã dùng voi chiến để cùng mình ra trận. Một hình ảnh rất là oai phong lẫm liệt, đúng không các bạn? Sau đây các bạn sẽ đến với lược đồ của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40. Các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý những mũi tên màu đỏ của cô. Đây chính là những mũi tên thể hiện sự tiến công của quân đội Hai Bà Trưng. Và mũi tên màu tím chính là thể hiện sự rút lui của quân Hán. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi với cô. Năm 40, Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa ở khu vực Hóc Môn. Từ Hóc Môn, Hai Bà đã nhanh chóng đánh bại kẻ thù và làm chủ được Mê Linh. Rồi từ Mê Linh, chúng ta đã tiến đánh được Cổ Loa và Luy Lâu. Và lúc bấy giờ, tên Thái Thú Tô Định đã phải chọn một cái hình thức bỏ chạy một cách hèn hạ và nhút nhát. Đó chính là hắn đã cải trang làm người Việt, đó chính là cắt tóc, cạo râu, lẫn vào đám tàn quân chạy trốn về Trung Quốc. Vậy thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của một cái tên tướng giặc tham lam, độc ác mà phải chọn qua cách trốn chạy hèn hạ, một cách nhục nhã như thế này, thể hiện cho cái sự hoảng sợ của hắn đối với sức mạnh, đối với cái sự oai phong lẫm liệt của nhân dân ta, của Hai Bà Trưng. Và lúc bấy giờ, khi mà thấy tên Tô Định lẻn trốn về Trung Quốc thì quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan. Chúng nhanh chóng chạy về biên giới giáp giữa nước ta với lại Trung Quốc. Và chính vì vậy cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành được thắng lợi. Và trong cái sự nhận xét của nhà sử học Lê Văn Hưu, một nhà sử học lớn ở thế kỷ 13, đã có nói rằng Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Sao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, và có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Vậy thì qua câu nói của nhà sử học Lê Văn Hưu này, các bạn cũng có thể thấy được cái sức mạnh, cái sự oai nghiêm, cái sự uy tín tài giỏi của Hai Bà Trưng trong lòng của nhân dân như thế nào? Chúng ta sẽ ghi chép phần diễn biến. Ý thứ nhất, mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn, Hà Nội. Ý thứ hai, nghĩa quân làm chủ Mê Linh rồi tiến xuống Cổ Loa và bao vây thành Luy Lâu. Ý thứ ba là Tô Định hoảng sợ, bỏ trốn về nước. Các bạn đến với phần C, đó là kết quả cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi. D, ý nghĩa lịch sử, thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong đấu tranh giành độc lập. Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 2, đó là Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm 42. Trong phần 2 này, các bạn sẽ tìm hiểu sau khi lãnh đạo nhân dân đánh thắng được quân Hán xâm lược thì Hai Bà Trưng đã làm gì? Chúng ta sẽ đến với phần A nhỏ, đó là Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập? Sau khi giành lại được độc lập thì Trưng Trắc đã được nhân dân suy tôn lên làm vua. Và lúc bấy giờ, bà lấy hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh. Và lúc bấy giờ, đất nước ta đã có sự độc lập, đã có sự chủ quyền. Đó chính là có vua. Và Trưng Trắc được xem như là vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử của nước ta. Thứ hai, đó là Trưng Trắc đã phong chức tước cho những người có công và những lạc tướng sẽ được giữ quyền cai quản các huyện như cũ. Việc làm tiếp theo đó là miễn thuế 2 năm liền cho nhân dân và xóa bỏ các luật pháp hà khắc lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ. Như vậy, chúng ta có thể đối chiếu với lời thề của Trưng Trắc khi mà bà chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa vào năm 40, thì Trưng Trắc đã hoàn thành hết tất cả những cái tâm nguyện của mình và đã nhận được cái sự tin yêu, nhận được cái sự tin tưởng của nhân dân. Đến đây thì các bạn chúng ta cùng suy nghĩ với cô một câu hỏi, đó là những việc làm của Hai Bà Trưng có ý nghĩa như thế nào? Đây là một câu hỏi quan trọng trong bài học ngày hôm nay nhé. Sau đây thì cô chốt những cái nội dung chính cho cái câu hỏi lần này, đó là những việc làm của Hai Bà Trưng đã khẳng định được chủ quyền của dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi sự áp bức, nâng cao ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập của dân tộc. Các bạn chúng ta có thể thấy là sau khi lên làm vua thì Trưng Trắc đã có một kinh đô riêng của mình, đó chính là đóng đô ở Mê Linh, và có bộ máy quan lại, đó chính là phong chức tước cho những người có công nè. Rồi các lạc tướng được quyền cai quản nhân dân như cũ, và bà còn miễn thuế 2 năm liền cho dân và xóa bỏ những cái luật pháp hà khắc, những thứ lao dịch nặng nề cho nhân dân. Đây chính là những việc làm hết sức ý nghĩa của Hai Bà Trưng đối với đất nước, đối với nhân dân ta. Các bạn chúng ta hãy cùng ghi chép vào nhé, bởi vì những câu hỏi mà cô đặt trong cái tiết giảng ngày hôm nay thì có thể cô sẽ đưa vào bài kiểm tra sắp tới. Và lúc bấy giờ, khi mà biết tin Tô Định đã hoảng sợ và bỏ trốn chạy về Trung Quốc, thì vua Hán đã rất là tức giận. Chính vì vậy, hắn đã hạ lệnh cho các quận ở Nam Trung Quốc chuẩn bị xâm lược nước ta, và lúc bấy giờ đã sai Mã Viện cầm đầu quân xâm lược, chuẩn bị cho cuộc xâm lược lần thứ hai này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm 42-43 đã diễn ra như thế nào. Mã Viện lúc bấy giờ được vua Hán phong làm phục ba tướng quân, bởi vì Mã Viện là một tên tướng rất có tài, và hắn là một cái tên rất là xảo quyệt và đã từng chinh chiến ở phương Nam, cho nên lúc bấy giờ đã được vua Hán phong làm người chỉ huy cho cuộc xâm lược lần thứ hai. Và Mã Viện đã chỉ huy một đạo quân gồm 2 vạn quân tinh nhuệ, gồm 2.000 xe, thuyền các loại và nhiều dân phu. Tinh nhuệ đây chính là những quân đội chính quy được huấn luyện về mặt chiến thuật rất là bài bản, đồng thời được trang bị những cái vũ khí như là đao, kiếm, giáo mát, cung nỏ. Các bạn sẽ thấy lúc bây giờ chúng ta phải đối mặt với lại một đạo quân rất là hùng hậu, mà do một cái tên tướng rất là xảo quyệt, rất là lão luyện, mà từng có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở chiến trường phương Nam. Vậy thì chúng ta có thể thấy đây là một cuộc kháng chiến rất là khó khăn cho Hai Bà Trưng và cho nhân dân ta lúc bấy giờ. Chúng ta sẽ đến với lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm 42. Các bạn sẽ cùng để ý với cô những địa danh: Hợp Phố, Lãng Bạc, Cổ Loa, Cấm Khê, và Mê Linh. Mê Linh đây chính là kinh đô của đất nước chúng ta lúc bấy giờ. Những mũi tên màu đỏ là hướng tiến quân của quân đội Hai Bà Trưng, còn những mũi tên màu xanh đó chính là hướng tiến công của quân đội nhà Hán. Chúng ta sẽ cùng theo dõi với cô như sau nhé. Tháng 4 năm 42, quân Hán đã tấn công Hợp Phố. Lúc bấy giờ quân ta ở Hợp Phố đã anh dũng chống trả rồi rút lui, bởi vì lúc bấy giờ quân Hán đã xông qua rất là ồ ạt với một cái sức mạnh mạnh nhất của mình. Và lúc bấy giờ thì Mã Viện đã chiếm được Hợp Phố. Từ Hợp Phố thì chúng chia quân thành hai đạo, đó chính là đạo quân thủy tiến vào nước ta theo cửa sông Bạch Đằng, và đạo quân bộ sẽ tiến vào nước ta theo đường men theo bờ biển. Và cánh quân bộ này sẽ chặt cây mở đường mà đi, và chúng sẽ tiến qua vùng Quỷ Môn Quan xuống vùng Lục Đầu. Và đạo quân thủy cũng sẽ từ Hợp Phố vượt sông Bạch Đằng rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Và tại đây thì theo kế hoạch, hai cánh quân thủy và bộ sẽ hợp tại Lãng Bạc. Và lúc bấy giờ thì Hai Bà Trưng đã kéo quân đến vùng Lãng Bạc để mà nghênh chiến. Và cuộc kháng chiến của nhân dân ta lúc bấy giờ diễn ra rất quyết liệt. Lãng Bạc là một cái vùng đất nằm ở phía đông thành Cổ Loa, ngày nay chính là gần Hải Dương. Đây là một miền đồi đất cao, xung quanh là một vùng đồng sâu, hồ nước mênh mông. Và nơi đây là một cái chiến trường hết sức ác liệt giữa quân đội Hai Bà Trưng và quân đội của Mã Viện. Mà sau này khi mà nhớ lại, Mã Viện vẫn kinh hoàng nhớ về cái vùng đất này. Hắn ta miêu tả như sau: dưới nước lụt trên mây mù, khí độc bốc lên ngùn ngụt, ngẩng trông lên thấy chim diều hâu đang bay đã bị sào rớt xuống nước chết. Và một viên tướng là Bình Lạc Hầu Hàn Vũ đã chết ở đây. Điều này cho thấy được Lãng Bạc là một cái vùng đất rất là hiểm yếu và cũng rất là khó khăn cho quân đội của Mã Viện, đồng thời của quân đội của Hai Bà Trưng. Và lúc bấy giờ trước sức mạnh quá lớn của quân Hán thì quân ta bắt buộc phải lùi về giữa Cổ Loa và Mê Linh. Và lúc bấy giờ thì Mã Viện đã truy đuổi ráo riết, quân ta bắt buộc phải nhanh chóng rút về Cấm Khê. Tại đây, tại vùng đất Cấm Khê này, quân ta đã ra sức cản địch và giữ tường xóm làng tất. Tuy nhiên, khi mà cuộc kháng chiến của chúng ta đang diễn ra thì đứng trước cái sự tấn công quá dồn dập, quá mạnh mẽ của đội quân xâm lược, lúc bấy giờ là do Mã Viện cầm đầu, thì tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã nhảy xuống sông Hát tự vẫn. Lúc bấy giờ bà không muốn để cho bản thân của mình rơi vào tay của quân giặc, giữ tròn khí tiết của người phụ nữ, nên Hai Bà Trưng đã quyết định chọn hình thức đó là nhảy xuống dòng sông Hát tự vẫn. Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo, chị em thất thế phải liều với sông. Tuy nhiên, sau khi Hai Bà Trưng hy sinh thì cuộc kháng chiến không phải dừng lại tại đâu đó các bạn, mà cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục kéo dài đến tháng 11 năm 43. Và mãi đến mùa thu năm 44 thì Mã Viện mới thu quân trở về Trung Quốc. Và Mã Viện cũng đã bị hư hao lực lượng rất là đông, đó chính là quân đi 10 phần thì khi về chỉ còn 4-5 phần. Chúng ta sẽ cùng ghi nhận cho cô về diễn biến cái đầu hàng thứ nhất, đó là Mã Viện chỉ huy quân xâm lược tiến vào nước ta. Về diễn biến, tháng 4 năm 42, Quân Hán tấn công hợp phố, quân ta chiến đấu dũng cảm và chủ động rút khỏi hợp phố. Tại Lãng Bạc đã diễn ra những cuộc chiến ác liệt giữa quân ta và quân Hán. Theo, quân ta lui về giữa Cổ Loa và Mê Linh, rồi rút về Cấm Khê. Kết quả, cuối tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hy sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. Cuộc kháng chiến còn tiếp tục đến tháng 11 năm 43. về ý nghĩa, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc. Tưởng nhớ về công ơn của Hai Bà Trưng đối với dân tộc, đối với nhân dân, thì rất nhiều nơi đã lập đền thờ Hai Bà Trưng. Các bạn chúng ta đang thấy tượng thờ của Hai Bà Trưng và đền thờ của Hai Bà Trưng ở Hóc Môn, Hà Nội. Đây là nơi Hai Bà Trưng đã nổi dậy khởi nghĩa. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì cũng có một đền thờ Hai Bà Trưng ở quận Bình Thạnh. Và các bạn cũng có thể thấy là tên của Hai Bà Trưng được đặt cho rất nhiều con đường, như là đường Hai Bà Trưng, trường Trưng Trắc ở quận 11, đúng không nè, trường tiểu học Trưng Trắc, bệnh viện Trưng Vương ở quận 10 và trường Hai Bà Trưng ở ngoài quận 1. Vậy thì các bạn sẽ thấy là nhân dân ta với truyền thống là uống nước nhớ nguồn, cho nên là chúng ta đã tưởng nhớ công ơn của Hai Bà bằng cách đó là lập đền thờ, đặt tên cho những công trình công cộng của xã hội, như là trường học, như là bệnh viện, như là con đường ha. Và các bạn có biết là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được chọn là ngày nào hay không? Bạn nào trả lời đúng nào? Vậy thì cô sẽ để dành cái câu hỏi này cho các bạn khi các bạn xem xong hết cái bài giảng ngày hôm nay. Các bạn hãy tìm cho cô ha, ngày nào được chọn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, và các bạn có thể trả lời cho cô vào Zalo. Zalo của cô là số điện thoại như sau, các bạn chúng ta ghi chép lại nha: 093 636 5661. Các bạn trả lời cho cô vào trong Zalo và cô sẽ tập hợp lại, và sau khi đi học thì cô sẽ có những cái điểm cộng tương xứng dành cho những bạn đã có câu trả lời đúng. Vậy thì các bạn chúng ta phải nhớ là học bài và xem lại những kiến thức mà cô đã giảng ở những clip trước, và nhớ đọc bài trong sách giáo khoa nữa nhé. Và đặc biệt đó là trả lời cho cô câu hỏi. Các bạn có thể trả lời cho cô vào Zalo với số điện thoại mà cô đã đọc hồi nãy. Giờ cô đọc lại nhé: 093 636 5661. Rồi cô đợi câu trả lời của các bạn nha. Rồi, chào các bạn.